Không được tả được cái mùi, nhưng mà mùi không ổn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và sau đây là chuyên mục Trip Me Try. Ngày hôm nay thì mình rất là hồi hộp, tại vì ngày hôm nay mình sẽ review mỹ phẩm Trung Quốc, và cụ thể là son Trung Quốc nha các bạn. Son ngày hôm nay mình sắp sửa review có tên là Han Dayan. Đây, mình đã ghi chi tiết vào cái cuốn sổ này rồi. Mình vừa mới nhận được từ hôm qua, và hôm nay thì mình sẽ quyết định review luôn cho mọi người. Ở đây thì mình có tổng cộng là 11 thỏi son tất cả. Ui, nhiều quá, sợ không cầm lên nổi. Ta-da, 11 thỏi son tất cả, rất là nhiều đúng không? Thực ra hãng người ta bán là có 12 thỏi tất cả nhá, nhưng mà mình nhìn cái màu, mình không mua màu số 5, tại vì nhìn màu số 5 ý, nó là đây, mình sẽ để hình ở đây, nó là cái màu hồng mà mình nhìn một phát là mình nghĩ là nó sẽ không hợp với cả da của mình luôn rồi. Và nhìn cái tên ý, Famous Red, là nó đã không ăn nhập gì về cái màu rồi, nhìn nó hơi nguy hiểm đâu, cho nên là mình không đặt. Vậy là mình có tổng cộng 11 màu ở đây trên tổng số 12 màu tất cả của hãng nhá. Và son này thì đến từ thương hiệu OEM, mình không biết là mình có đúng hay không nhá, tại vì là chưa bao giờ nghe tên luôn mà chưa bao giờ tìm hiểu luôn, tại vì đây là mỹ phẩm Trung Quốc ấy, chưa bao giờ biết luôn. Và mỗi một thỏi son như thế này thì các bạn đoán xem có giá bao nhiêu? Rẻ cực kỳ luôn, ôi nó rẻ thối rẻ tha luôn, nhưng mà chắc kiểu nhìn thấy cái giá là chắc chắn là phải mua luôn ý. 25.000. 25.000 một em này nha mọi người ơi. Về son thì hãng có quảng cáo là son Han Dayan cung cấp đầy đủ màu sắc thời thượng, son không thấm nước, có độ bền lâu, mang đến cho bạn một đôi môi hoàn hảo cả ngày. Nhờ son có độ giữ ẩm cao cho nên là bạn sẽ không có cảm giác nặng môi suốt cả ngày khi mà trang điểm, và ngược lại thì còn cảm giác như là không có lớp trang điểm nào trên môi, tức là không có cảm giác như là không đánh son trên môi ấy, kiểu nó nhẹ ấy. Đấy, thì để xem tí nữa là cái cảm nhận của mình nó có thực sự là như thế không nhá. Về packaging thì mình đầu tiên là mình phải xin tặng một lời khen cho hãng. Một điểm cộng nho nhỏ là tại vì là mỗi một thỏi son như thế này thì nó lại đi kèm với cả một cái vỏ plastic như thế này. Đây. Thực ra thì nhìn thì nó cũng không phải là quá là đẹp gì đâu, nhưng mà mình có cảm giác như là kiểu hãng người ta có sự chăm chút cho sản phẩm của họ ấy. Okay. Và nhìn nó khác hẳn. Khi mà có cái vỏ này nhìn nó khác hẳn những cái hàng chợ, hàng rẻ tiền thông thường ấy. Thì đây là một điểm cộng mình nghĩ là khá lớn đối với hãng. Vỏ son thì nó không có màu luôn mọi người ạ. Nó là cái màu kiểu trong suốt ấy. Thực sự thì khi mà cầm ở trên tay như thế này này thì mình nghĩ là nó giống cái hàng kiểu tester hơn ý, tức là cái hàng mà chưa được gọi là thành phẩm hoàn hảo nhất của một thỏi son ý, nhìn nó giống cái hàng kiểu tester, cái hàng mà dùng thử hơn ý. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là quá là xấu hay. Cái vỏ này nó không phải là hàng nhựa nhá, mọi người nghe thấy không, nó gần như là thủy tinh ý. Okay. Thì mình nghĩ là nó không giống như đồ chơi hay là hàng rẻ tiền hay là hàng chợ ấy đâu nhá. Packaging cầm ok và cầm khá là chắc tay, và mỗi một thỏi son như thế này thì có khối lượng tịnh là 3.5 gram. Bây giờ thì mình người ơi nhìn này, son nó bị dày một ít trên mắt. Về mùi hương thì không phải là một cái mùi gì quá là nồng đâu mọi người ạ. Mùi hương mình nghĩ là ok, đây là mùi của mỹ phẩm thông thường đấy, và cá nhân mình thì mình không có khó chịu gì với cả cái mùi hương này, và mình nghĩ là mùi hương này khá là ok nha. Đây, một thỏi son thì có độ dài từng này, mình nghĩ là khá là nhiều đúng không, so với cái giá 25.000 thì đây khá là nhiều rồi. Màu mình đang cầm trên tay này là màu số 3 nhá, màu 603. Bây giờ thì sẽ đến với cái phần mà mọi người mong đợi nhất. Về chất son ý, thì mình nghĩ là đây là cái chất son kiểu son sáp á mọi người. Và đúng là son có độ dưỡng ẩm nhẹ nhá. Và khi mà bậm môi như thế này này, nó không hề bị dính. Tại vì nhiều cái thỏi son mà mình thấy là rẻ tiền như thế này này, thì khi mà bậm môi nó sẽ rất là gây ra cảm giác dính môi và nặng môi ý. Okay. Và một điểm cộng cho son này là mình thấy màu son nó khá là đậm, khá là pigmented. Tức là khi mà mình quệt vào một cái là nó đã ra màu khá là giống như cái màu ở thỏi này rồi. Đấy, và nó che đi cái viền môi, cái vân môi khá là ok nhá. Thật sự là buồn. Vừa nãy mình vừa ngồi xếp son ra để chuẩn bị swatch thì mới
nhận ra là shop người ta đóng gói cho mình hai màu đều là 603 mọi người ạ. Thiếu mất của mình màu 608. Trời ơi, mình buồn quá. Eo ơi, phải kiến nghị shop này thôi, làm ăn kiểu này không được. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ review theo thứ tự của màu son nhé, tức là từ màu 1 cho đến màu 12. Ở đây mình không có màu số 8 này, với cả màu số 5. Có hai màu số 3, trời ơi, buồn quá, tôi thất vọng quá. Thôi thì lại tiếp tục nào. Màu số 1 này thì mình nghĩ là một màu nude nha mọi người. Ôi, màu số 1 này thì mình khá là kỳ vọng đấy, tại vì là mình đang thực sự là đang cần tìm những cái màu nude. Khác như cái màu số 3 mọi người ơi. Màu số 1 này có mùi không ổn. Màu số 1 này có mùi không ổn. Nó mùi như kiểu mùi màu sáp mà mọi người dùng để tô màu ấy, bọn trẻ con nó dùng để tô màu ấy. Mùi hơi khác. Mình cảm giác mình đang tô chỉ màu lên môi. Nhưng mà phải công nhận là chất son thì rất là ổn nha mọi người. Mềm và có cái độ mà creamy nhẹ. Và nó không có cái cảm giác nặng môi đâu mọi người nhé. Cái màu số 1 này thì mình thấy là mình khá là thích. Nó là một cái màu hồng nude ấy, đánh mấy cái tông kiểu tây tây là rất là ổn này. Khác với cái màu số 3 thì những cái màu, mình nghĩ là những cái màu mà nude như thế này này thì nó che cái phần môi, cái chỗ thâm môi ấy, nó không được tốt như những cái màu đậm hơn. Cái này thì mình có thể hiểu được. Về chất son thì mình cảm nhận là đây không phải là cái dòng son mà nó lì tuyệt đối 100% đâu, mà nó vẫn có cái độ dưỡng ấy. Thì cá nhân mình khá là thích cái điểm này của son. Tại Ok. vì là bây giờ mình nghĩ là mọi người cũng không cần thiết là phải gọi là lì tuyệt đối đúng không? Phải lì ơi là lì đúng không? Mà nó mình vẫn cần cái độ dưỡng ẩm cho môi ấy. Không thì môi nó rất là Dễ bong tróc và rất là dễ lên vẩy môi ấy, nhìn ghê lắm. Mà hơn nữa nếu mà nó khô quá ấy, nó còn lộ cả vân môi lên cơ. Và cái chất son này thì mình đang khá là ưng ý. Tại vì nó có độ dưỡng ẩm nhẹ và nó không bị khô môi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vẫn có cái độ lì ở trên môi. Màu đỏ này nó có độ bóng hơn những cái màu khác. Chắc chắn là khi ăn thì chắc chắn là sẽ dây thành cốc rồi. Nó sẽ chỉ là mờ như thế này thôi, nhưng mà khi mà mình bặm trên da như thế này rồi này, trên môi mình nó vẫn còn độ bóng này, mọi người thấy không? Thì cái màu đỏ này mình nghĩ là nhiều dưỡng hơn những cái thỏi khác thì phải, vì nó có độ bóng nhiều hơn ấy. Ôi, cái màu số 7 này, cái mùi của nó là mùi màu của màu sáp mọi người ạ. Nó có mùi của dầu, nó có mùi của dầu nữa mọi người. Mình không thể tả được cái mùi, nhưng mà cái mùi nó khó chịu. Bây giờ mình thấy cảm thấy hơi buồn nôn mọi người ạ. Màu số 7 này là một màu nút. Nút luôn, nút luôn ấy, nút như kiểu màu, nó còn nút hơn là màu môi thật của mình luôn ấy. Về màu thì cá nhân mình thì mình rất là thích những cái màu nút như thế này. Vì Đánh lên mắt khó các thứ là nó rất là tây và mình cực kỳ thích. Mình thích màu. Ngoài ra thì mình không thích gì cả. Mình chỉ thích màu thôi, ngoài ra mình không thích một cái gì hết. Cái mùi hương của nó đau đầu. Cái son thì nó vẫn rất là mềm và nó mịn như thế, nhưng mà cái mùi hương khác với cái màu vừa nãy, trời ơi đau đầu quá. Thì cái màu này là màu số 9, mình đã thấy là cái mùi hương của nó quay trở lại rồi.
nó có hương thơm rồi mọi người ạ. Mình cảm giác là cũng đỡ buồn nôn hơn tí rồi. Thì cái màu này mình phải cho dành tặng một lời khen cho em ý. Tại vì là mình thích từ màu cho đến chất, cho đến mùi hương thì thôi bỏ qua nhé. Từ màu cho đến chất son. Phải nói là màu số 9 này là cái màu mình nghĩ là mình yêu thích nhất trong cái bảng này rồi. Nó là một màu nút pha một chút hồng nhẹ. Và nó, mình nghĩ là nó đây là màu son của mình. Hàng 25.000. Ngoài mua hàng 25.000. Ngoài mua về để review ra thì còn phải mua về để lắp ráp nữa mọi người ạ. Mình vừa mới mở ra xong thì ok. Đến giờ lắp ráp. Mọi người ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong swatch tổng cộng là 10 màu son. Thật ra là 11 cơ nhưng mà shop nó gian lận mọi người ạ. Cho nên là mình chỉ có 10 thỏi son ở đây để swatch cho mọi người thôi. Nhìn vào trong camera thì màu này nó cũng là một cái màu mà có độ bóng giống như cái màu đỏ mà mình mới swatch, mình không nhớ là màu số mấy. Nhưng mà có độ bóng nha mọi người. Và nhìn như thế này thì chắc chắn là khi ăn sẽ dây ra thành cốc rồi. Về cá nhân mình thì nếu mà hỏi mình là ngày hôm nay mình thích những màu nào thì mình xin được xứng tên những em sau đây. Là những màu số 01 này, 09 với lại màu số 12 là ba màu có tông nút và có một chút nâu. Là ba màu mà mình thích nhất trong tổng số 10 màu sau ngày hôm nay mà mình swatch. Về ưu điểm thì mình nghĩ là chắc chắn là phải nói đến giá cả rồi. Giá cả của son thì rất là rẻ thôi, có 25.000 một thỏi. Và nếu như hỏi mình recommend mọi người màu son nào thì mình sẽ recommend mọi người ba màu son nút và mình vừa mới nói, đó là màu số 1 này, màu số 9 với lại màu số 12. Nếu bạn thích son nút nha thì mọi người có thể tham khảo. Cá nhân mình thì mình rất là thích cái chất son của cái son này. Nó nhẹ này, nó không bị nặng môi. Cái này thì đúng như là lời của hãng đã giới thiệu quảng cáo, đó là không bị nặng môi, không có cảm giác như là đánh son ở trên môi. Chất son thì mềm và nhẹ, không bị dính môi khi mà bặm môi như thế này nhá. Đây là một điểm cộng mình nghĩ là rất là lớn đối với son này. Về nhược điểm thì mình nghĩ là cũng khá là nhiều. Những cái màu son đậm đỏ như thế này thì nó chưa phải là loại son lì, nó là dạng son mà mình nghĩ là nó là kiểu dạng semi matte hơn ấy, nó thiên về bóng hơn một chút, nó chưa đến cái độ lì đến như thế. Thì mình nghĩ là những ai mà thích son kiểu lì thì sẽ không thích những cái màu như thế này rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mùi hương. Mình cũng vừa nói rồi, cái mùi hương của cái màu số mấy nhỉ? Cái màu số 7. Ồ ôi. Cái màu số 7 các bạn có thể gạch khỏi danh sách luôn nhá. Mặc dù là mình khá là thích cái màu nút như thế nhưng mà cái màu số 7 nó làm mình rất là đau đầu luôn ấy. Mà đánh lên một phát là buồn nôn luôn ấy. Nó là cái mùi kiểu mùi dầu khoáng luôn ấy mọi người. Tại vì mình nhớ đâu, mình đọc đâu đấy trong bảng thành phần của son là có dầu khoáng nhá. Cái mùi đấy thực sự rất là ghê luôn. Gạch cái màu số 7 đi luôn mọi người ạ. Về độ lì của son thì mình nghĩ là cái này là hãng người ta chỉ quảng cáo cho vui thôi chứ son không phải là son có độ lì tuyệt đối. Nếu như bạn nào mà đang tìm những cái loại son mà vẫn có độ lì nhưng mà vẫn có độ dưỡng ở trong đấy thì mình nghĩ là son này sẽ phù hợp với bạn và phù hợp với cảm cá nhân mình nữa, vì mình thích những cái loại son mà nó gọi là lì nhẹ thôi chứ không phải là lì tuyệt đối như thế này. Nếu mà bảo là có lì như hãng cam kết không thì không, nhưng nếu hỏi là mình thích cái độ lì này không thì mình thích cái độ lì của son này nha mọi người. Ok mọi người ơi, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi và mình mong là mọi người sẽ thích video ngày hôm nay nhá. Đừng quên like video và subscribe cho kênh của mình. Nếu như bạn thích những cái video review son kiểu này nữa thì comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Đừng quên like và đừng quên subscribe nha, vì nó là động lực cho mình làm thêm những video tiếp theo, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Và bây giờ thì mình phải chào tạm biệt mọi người thôi, bye bye.